Chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành phần cuối này cho một tiết mục rất là đặc biệt. Có lẽ là chúng tôi muốn nói với quý vị rằng là chương trình Tết Trung Thu, quý vị cũng đã đưa con em tới nhiều chương trình rồi. Nhưng mà hôm nay, ban biên tập của đài muốn một chương trình Trung Thu đặc biệt của BWEN TV. Chúng tôi muốn các em cùng nắm tay nhau để mà cùng hòa đồng với nhau trong một cộng đồng. Các em có thể có bạn bè Mỹ, bạn bè những sắc dân khác tại trường, và các em có những điều kiện sinh hoạt rất hiện đại và rất đầy đủ. Nhưng mà trong không khí vui tươi và cùng hòa nhập với các em cùng đồng hương người Việt Nam chúng ta quả thật là khó. Và đặc biệt khó hơn nữa khi các em cùng lên sân khấu, cùng chơi với nhau, cùng rước đèn, cùng hát, cùng khóa cổ Trung Thu. Đó là một cái điều mà chúng tôi mong mỏi, để các em cùng hòa vào nhau, cùng sống với nhau một lòng, để mà cái sự hồn nhiên, vui tươi của các em hòa tụ lại, kết tinh lại với những cảm xúc thật bay bổng mà chúng tôi thấy những vật phụ huynh ở dưới gương mặt rất là rạng ngời khi thấy con em chúng ta vui tươi như vậy. Phải nói rằng là chúng ta nói là sinh con 9 nặng 10 đau. Và ngày hôm nay quý vị nhìn các con em của mình đẹp như thế, vui tươi như thế, hồn nhiên như thế, chúng tôi cũng biết được các vị cũng hạnh phúc lắm. Và chúng tôi cũng vậy. Ban biên tập của đài cũng mong làm sao chương trình này để lại cho các em một kỷ niệm rất đẹp trong thời thơ ấu của mình. Và kỷ niệm Tết Trung Thu này, dư âm này sẽ cùng các em những món quà mà chúng tôi tạo ra, những nhà bảo trợ có trong ngày hôm nay, cùng những cái bánh Trung Thu kết tinh lại tròn trịa như là ánh trăng rằm tháng 8 của các em, sẽ mang về trong căn phòng của các em, gia đình các em sự ấm cúng trong mùa Tết Trung Thu đặc thù văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, tại thành phố Houston của chúng ta. Và mong mỏi của BWEN TV sẽ mang đến tất cả mọi nhà, tất cả các em trên toàn thành phố Houston này một Tết Trung Thu an lành, hạnh phúc và thật ấm cúng bên anh chị em, bạn bè và người thân. Và kính thưa quý vị, đó là một ý nghĩa mà chúng tôi muốn quý vị cùng chúng tôi để tạo ra một cái Tết Trung Thu thật đặc biệt và giàu cảm xúc trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi muốn tất cả quý vị phụ huynh cùng chúng tôi cho một tràng pháo tay trong Tết Trung Thu đặc biệt này. Tất cả các em đều có lồng đèn và có quà và có bánh trong ngày hôm nay. Các em ơi, các em có vui không? Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ đó thì chúng tôi bắt đầu phá cổ Trung Thu. Bây giờ chúng tôi phải hỏi một em là chúng ta còn thiếu cái gì không? Bây giờ chúng tôi hỏi một em nhé, hỏi Jennifer. Jennifer thấy là chương trình ngày hôm nay còn thấy thiếu cái gì? Dạ thưa chú, các em thiếu chị Hằng và chú Cuội. Wow, đúng vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy sân khấu, ánh trăng, chị chú Cuội ngồi ở trên kia, và cây đa đây, chú Cuội, chị Hằng Nga, cây đa đã đi vào tâm thức trong Tết Trung Thu của các em. Và đài BWEN TV đã gửi thư bảo đảm rồi, gửi nhanh. Và chị Hằng Nga, chú Cuội đã nói là xác định là ưu tiên cho đài BWEN TV chỉ tham dự Tết Trung Thu của đài BWEN TV với các em mà thôi. Bây giờ chúng ta mời chị Hằng Nga nhé. Bây giờ chú Hương Yên gọi là chị Hằng Nga ơi, là các em gọi là chị Hằng Nga ơi nhé. Bây giờ đó là các em nói là chú Cuội phải trước vì chú Cuội đi nhanh hơn. Mời chú Cuội trước. Bây giờ các em tập trung nói là chú Cuội ơi nhé. Chú Cuội ơi! Chưa thấy chú Cuội trả lời, chắc phải to chú Cuội mới nghe, chú Cuội ở xa lắm. Bây giờ chúng ta nói là chú Cuội ơi! Chú Cuội nghe chưa? Ơi! Chú Cuội xuống đây! Mời chú Cuội! Vâng, vỗ tay đón chú Cuội các em! Vâng, chú Cuội đã tới với chúng ta rồi. Dạ vâng. Tía em hừng đông đi cài bữa, má em hừng đông đi cài bữa. Tía em là một người nông dân, má em cũng là người nông dân, cùng sống trên đồng bao la. Những đêm trời trăng trên tròn tròn, những đưa hàng ca nghe trời hù xì, chúng em cùng vui cùng vui chơi, chúng em cùng hợp đồng vui ca, trong ánh trăng ngà lung linh. Chú Cuội, chú Cuội đi đường có mệt không?
Ui chà, mệt chứ. Đại diện cho các em hỏi chú Cùi, chú Cùi có biết ngâm thơ, đọc ca dao hay là chút ngay chú Cùi hát rồi, chú Cùi có biết hát đọc ca dao gì không? Biết chứ, ở dưới quê á, nghe những cái câu ca dao quen thuộc lắm. Chắc anh Hưng Yên cũng biết cái câu mà trên đồng cạn, dưới đồng sâu phải không? Dạ vâng, nhờ chú Cùi đọc một câu đi. Rồi, bây giờ là Hưng Yên nói cái câu ca dao đó trước đi. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu. Trồng cày. Vợ cấy. Con trâu. Đi bừa. Rồi rồi, dạ vâng. Cái đó là xưa rồi, bây giờ là thời nay. Thời nay là trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cài, vợ sắm, hộp sòn, đầy tay. Dạ vâng. Mấy quý cô này khoái hả? Mai mốt mà cần hộp sòn xin liên lạc anh. Dạ vâng. Cho đi đạn. Bây giờ hỏi thêm chú Cùi một câu vì chị Hằng Nga đang phải trang điểm. Cho nên còn lâu lắm mới tới. Bây giờ hỏi chú Cùi rằng là chú Cùi thấy hôm nay ai là người đẹp nhất? Rồi, chắc là mấy em thiếu nhi đây biết rồi. Ai là người đẹp nhất vậy mấy em? Ai là người đẹp nhất vậy? Ai là người đẹp nhất vậy mấy em? Không phải Thùy Nga của BWN đâu. Em nào nói vậy? Ồ, Hằng Nga phải không? Đúng rồi. Chị Hằng Nga. Thì bây giờ hỏi chú Cùi là chú Cùi đi, chú Cùi có rủ chị Hằng Nga đi theo không? Có chứ. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta, khi mà chú Hưng Yên gọi là chị Hằng Nga ơi. Các con nói là chị Hằng Nga ơi nhá, thật to nhá. Chị Hằng Nga ơi. Hình như là chưa có nghe. Các con còn la nhỏ phải to lên, to lên. Rất là ca to, bởi vì chị Hằng Nga trên cung trăng lần sẽ bay xuống đây, cho nên Nga rất là nhỏ, cho nên chúng ta gọi chị Hằng Nga ơi. Chị Hằng Nga ơi. Chị Hằng Nga nghe chưa? Vẫn chưa nghe, hay một lần nữa chị Hằng Nga mới nghe. Chị Hằng Nga ơi. Chị Hằng Nga ơi. Đẹp không mấy em? Vâng, chị Hằng Nga đang múa. Bây giờ chị Hằng Nga đi từng vòng một gần tới các em một chút. Các em rất là mong chị Hằng Nga tới gần. Vâng, chị Hằng Nga đi một vòng tới các em. Các em vỗ tay chị Hằng Nga. Chị Hằng Nga. Chị Hằng Nga ham múa quá. Cùi đó hả? Trời ơi, chị mệt quá. Chị kiếm em nãy giờ. Biết sao không, bay nhanh quá, đạp thắng hổng có kịp. Cứ bay hoài luôn. Mà Cùi ơi, em có biết Phoenix Event Center ở đâu không? Chị kiếm nãy giờ mà đỏ con mắt mà không có thấy. Dạ chị đã đến rồi đó chị. Tại chỗ này nè. Thì có hả? Phoenix ở đây hả? Có phải là diễn ra ngày Tết Trung Thu của các em thiếu nhi ở Houston không? Dạ đúng rồi chị. Do BWN tổ chức á. Wow, vậy là chị tìm đúng nơi rồi. Chị Hằng Nga không có cần GPS mà chị Hằng Nga tới đúng nơi luôn. Dạ vâng. Bây giờ các em cho một tràng pháo tay để chào mừng chị Hằng Nga và chú Cùi. Bây giờ là phải hỏi chị Hằng Nga này. Bây giờ các em trả lời cho chú Yên, Hưng Yên hỏi này. Chị Hằng Nga có đẹp không? Một lần nữa, chị Hằng Nga có đẹp không? Bây giờ chị Hằng Nga có điều gì nói riêng với các em không? Chị Hằng Nga lần đầu tiên được tới thành phố Houston. Chị Hằng Nga không ngờ là các em thiếu nhi Việt Nam lại đẹp như vậy. Mà sao các em mặc nhiều màu sắc khác nhau, nhưng chị thấy là các kiểu trang phục rất là giống nhau. Cho chị hỏi một em nha. Rồi, chị Hằng Nga hỏi một em. Em đang mặc bộ trang phục gì mà chị thấy rất là đẹp? Tên của bộ trang phục này là gì vậy? Dạ, áo dài. Wow, áo dài. Vậy kỳ này chị Hằng Nga xuống dương gian, chị Hằng Nga phải đặt may một bộ áo dài để lên cung trăng và mặc bộ áo dài mỗi ngày. Bây giờ đó, thưa quý vị, là chị Hằng Nga và chú Cùi là ở gần nhau lắm. Quý vị thấy là chú Cùi ngồi gốc cây đa. Bây giờ hỏi chú Cùi với chị Hằng Nga là có hay gặp nhau trên cung trăng không? Dạ gặp hoài, mỗi ngày luôn á.
Gặp hoài thấy chán luôn á. Mà tới xuống đây là hết chán phải không? Dạ, thấy các em thiếu nhi vui quá, chị Hằng Nga cũng muốn chơi cùng với các em trong đêm trung thu. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu. Có tiếng trống múa lân chưa ạ? Bắt đầu tiếng trống múa lân lên để chúng ta bắt đầu phá cỗ trung thu.